Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ tư, ngày 23 tháng 2 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 23 tháng 2 năm 2022, tức ngày 23 tháng 1 âm lịch, ngày Đình Mùi, cụ thể như sau. Tuổi xung ngày, Kỷ Sửu, Tân Sửu. Tuổi hợp trong ngày, ngày Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành mộc cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng nam và hướng đông. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi tiền đổ về túi âm âm trong ngày thứ tư này sẽ là các tuổi Mão, tuổi Thân và tuổi Dậu. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 23 tháng 2 năm 2022 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, ngày thứ tư này người tuổi Tý vận lâm tương hại nên sự nghiệp không mấy may mắn. Công việc trắc trở, khách hàng khó tính, đồng nghiệp thì dễ ngấm ngầm hãm hại, muốn đặt điều nói xấu để vế bẩn danh tiếng của con giáp này. Khuyên bạn nên giữ tâm lương thiện giữa những xô bồ của công việc trong ngày hôm nay. Thiên quan chiếu mệnh nhắc nhở bạn nên cẩn thận trong mối quan hệ với anh em họ hàng, dễ có đấu đá, xô xát hay cãi nhau. Một điều nhịn là chín điều lành, cái gì nhịn được thì hãy cứ nhịn để gia đình yên ấm. Ngày thổ khắc thủy nên chuyện tiền bạc cũng kém may mắn, tuổi này mà đòi nợ thì khó đòi, kẻ nợ tiền còn có thái độ xem nhẹ lời nói của bạn. Đặc biệt, nếu có giao dịch tiền bạc hoặc mua đồ vật có giá trị thì nên tham khảo ý kiến của người nhà trước. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, hơn thua một chút cũng chẳng hơn ai. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, im lặng để tránh làm tổn thương người khác. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hòa, nên nhớ, tâm giữ lặng, mắt sẽ sáng. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, lãng quên, giúp bạn giảm thiểu phiền não. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, nên học cách buông bớt những chuyện đau lòng. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tương, nâu, trắng, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày, người tuổi Sửu ngày thứ tư đi làm sẽ gặp nhiều áp lực, buồn bã do ảnh hưởng của tự hình. Tâm bạn lương thiện nhưng tính tình lại quá thẳng thắn, không thích chịu thua ai nên hay làm bất lòng người khác. Hãy nhớ, đi làm đôi khi nên khéo léo một chút mới có lợi cho bản thân. May mắn là thực thần độ mệnh nên các mối quan hệ vẫn giữ được sự ôn hòa. Tuổi này lúc làm việc thì khó tính nhưng đi ra ngoài thì cực kỳ niềm nở, vui vẻ với mọi người. Tính bạn hay giúp người, được lòng người lớn tuổi, tốt bụng với bạn bè khi họ gặp khó khăn. Cục diện hài hành thổ tương hòa gánh bớt phần nào đèn đủ cho người tuổi Sửu. Tiền bạc đủ ăn đủ tiêu, bạn tự làm tự ăn, không phải ngửa tay xin ai một đồng nào. Người tuổi Sửu cũng có bản lĩnh làm chủ túi tiền của mình, nay sẽ không bị rơi vào tình cảnh éo le. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, đôi khi nên bỏ qua khuyết điểm của người khác. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, cơ hội đang chờ đón những người mạnh mẽ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hòa, có một số người nên quên thì hãy quên đi. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, nghĩ nhiều thì đau đầu, nhớ lâu thì đau lòng. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, bạn chỉ định biết nghĩ về gia đình. Con số may mắn 6, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tương, cam, xanh lá, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Dần, xem tử vi hàng ngày, hôm nay người tuổi Dần nửa hùng nửa cát vì gặp chính ấn chiếu mệnh. Bạn thông minh rộng lượng nhưng làm việc dễ lê là, thiếu tập trung hay bị xao nhãng bởi những chuyện bên ngoài nên hiệu quả công việc cũng không cao. Bản mệnh nên học cách phấn đấu và học hỏi nhiều hơn mới có được thành tích cho riêng mình. Cục diện ngũ hành mộc khắc thổ ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện tình cảm. Nữ tuổi Dần nóng tính hay cào nhau khiến cho không khí gia đình căng thẳng, con cái không nghe lời cha mẹ. Nam tuổi này thì bận rộn, đôi khi tham công tiếc việc mà bỏ bê gia đình. Tiền bạc đối với con giáp này có vai trò cực kỳ to lớn, nhưng đôi khi cũng vì tiền mà bạn làm việc quá sức mình. Làm gì cũng nên nghĩ tới sức khỏe của bản thân. Hãy chú ý ăn ngủ điều độ, bồi bổ thêm cho cơ thể. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, hãy bớt trình bày về cuộc đời của mình lại.
Tử vi tuổi Bình Dân, Hòa đôi khi nói nhiều cũng chỉ khiến cho thiên hạ cười bạn. Tử vi tuổi Mậu Dân, Thổ im lặng và cố gắng là điều tốt nhất. Tử vi tuổi Canh Dân, Mộc đừng mãi chạy theo những thứ không thuộc về mình. Tử vi tuổi Nhâm Dân, Kim bạn nên biết trên đời không có thứ gì là mãi mãi. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường vàng, hồng, quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Mão, tam hợp nâng đỡ người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc trong ngày thứ tư này. Bạn được mọi người tin tưởng và yêu mến, kinh doanh đắt khách hay được khách khen ngợi. Các bạn trẻ nếu phải thi cử, người làm công ăn lương cũng sẽ có tin vui nho nhỏ. Tuy nhiên, mặt tối nhất trong ngày đó chính là chuyện tình cảm. Mộc khắc thổ nên người tuổi Mão lận đận tình duyên, yêu đương hay bị gia đình phản đối. Người có gia đình thì lại nhạt hay có lời qua tiếng lại với người mình đang chung chăn gối. Thiên ẩn lâm vận nên tuổi này thông minh, khéo léo, nhanh nhẹn trong chuyện kiếm tiền. Thế nhưng hôm nay, nhiều người đầu tư tiền bạc không đúng lúc, đúng chỗ. Làm nhiều nhưng không được hưởng thành quả như mong đợi. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, điều quan trọng nhất vẫn là trân trọng chính mình. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa, chẳng ai tốt với bạn như cha mẹ của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, đừng quan tâm người khác nói gì về bạn. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, nên sống làm sao cho chính mình được hạnh phúc. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, nếu là người một nhà, thôi đừng làm đau khổ nhau. Con số may mắn 8, 3, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Thìn, nay mệnh có thương quan nên người tuổi Thìn đi làm cẩn thận bị mất việc, mất khách làm ăn hoặc bị đối tác từ chối, thi cử khó khăn. Nếu đang làm việc gì thì hãy cứ tiếp tục làm việc đó, không nên tham lam đứng núi này trông núi nọ, kết quả sẽ chẳng như mong đợi. Tình cảm ôn hòa như cục diện hai hành thủ tương hòa. Hạnh phúc không phải là quanh bạn có bao nhiêu người mà là có bao nhiêu người ở bên cạnh bạn. Bạn đau ốm mệt mỏi mà vẫn có người tận tình chăm sóc cho bạn, đó chính là hạnh phúc. Tuổi này tuy không giàu có nhưng được cái tâm luôn hướng thiện, nhờ vậy mà mặt tiền bạc cũng giảm bớt xui xẻo phần nào. Bạn không cần phải đau đầu về vấn đề tiền bạc, tuy nhiên bạn cũng cần phải để ra một khoản tiết kiệm riêng cho mình phòng những lúc ốm đau. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa, làm gì cũng nên nghĩ đến hậu quả về sau. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, ở tuổi này rồi không cần phải lấy lòng ai cả. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, bạn bao dung với người khác mới khiến cho lòng an lạc. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, người nuôi dưỡng lòng hận thù chỉ tự chuốc sầu não vào mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, bạn ăn ở lương thiện nên hay được người ta giúp đỡ. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Tỵ, tử vi hàng ngày dự báo đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ gặp tam hội nên bạn nhận được nhiều tin vui trong công việc. Những khó khăn trong thời gian qua đều sẽ được giải quyết triệt để. Thậm chí người làm công nhân viên chức sắp tới còn có người giúp đỡ để nhân đôi nhiều cơ hội mới thăng tiến. Hỏa sinh thổ nên tình duyên cũng bớt được lận đận. Người được thần sốt ruột tìm tình yêu nên nhờ người mai mối, cơ hội thành công hôm nay khá cao. Tình yêu và hôn nhân như ý, đối phương luôn ủng hộ và tin tưởng ở bạn. Nhưng mệnh gặp kiếp tai thì nên cẩn thận chuyện tiền nong. Nếu có kế hoạch kinh doanh, đầu tư tiền bạc thì hãy tham khảo ý kiến của người ấy để được lời khuyên hợp lý nhất. Tiền bạc là vấn đề khá nhạy cảm nên bạn cần phải giải quyết thật là khéo léo. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, những chuyện liên quan đến tiền thì nên cẩn thận. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, sống đừng kỳ vọng quá nhiều vào người khác. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, đừng bao giờ lo sợ trước tương lai. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, nay bạn sẽ gặp được người từng ghét cay ghét đắng bạn. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, bạn đang quá bận tâm vào cái nhìn của người khác. Con số may mắn 6, 0, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường đỏ, xanh dương, quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, hôm nay người tuổi Ngọ được tam hội nâng đỡ nên công việc cũng đỡ vất vả đi phần nào. Bạn có thời gian để nghỉ ngơi sau ngày làm việc căng thẳng. Đi làm có người giúp đỡ, nhưng cố gắng của người tuổi Ngọ bấy lâu cuối cùng cũng sẽ có được người nhìn thấy. Nhờ ngũ hành hỏa sinh thổ nên gia đình yên ấm, con cháu bình an khỏe mạnh. Tuổi này nên tận hưởng thời gian trong ngày
để ở bên cạnh gia đình hoặc người mình yêu để cảm nhận được niềm vui và sự ấm áp. Nhưng tỷ kiên chiếu mệnh thì vận tài chính lại không mấy thăng hoa, có điểm tranh cãi cướp giật tiền bạc. Đi ra ngoài nên cẩn thận bảo vệ tư trang của mình, kẻo kẻ gian lấy mất. Hôm nay không nên đem tiền to đi ra đường. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, hãy tự lo cho chính bản thân mình. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, không nên sống theo lời nói của thiên hạ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hòa, đời ngắn nhưng đừng buồn phiền vì những chuyện vu vơ. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, giữ tâm bình thản thì chuyện gì cũng sẽ qua đi. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, đừng nghe ai, hãy chỉ nên nghe bản thân chính mình. Con số may mắn 8, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường hồng, trắng, quý nhân phù trợ dần, mùi. Tử vi tuổi Mùi, tuổi Mùi được thực thần trợ mệnh nên cực kỳ bản lĩnh trong công việc, gặp khó khăn gì cũng có thể xoay sở được. Học 1 biết 10, tiếp thu nhanh và thông minh, người nào đi xin việc hôm nay cũng sẽ gặp được may mắn và hành thông. Hai hành thổ tương hòa giúp những mối quan hệ xã giao của người tuổi Mùi suôn sẻ, ra ngoài ăn nói khéo léo, về nhà biết giữ cho gia đình hạnh phúc. Tinh duyên chưa tới thì bạn có thể chủ động, năng nổ hơn trong các mối quan hệ. Bạn có tài chính ổn định, nhiều khoản nợ sắp tới đây sẽ được thanh toán. Chỉ cần chăm chỉ làm việc thì không phải lo sợ rơi vào hoàn cảnh túng thiếu. Năng nhặt chặt bị, người siêng năng sẽ không sợ bị đói. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, hạnh phúc hay khổ đau là do chính bạn tạo ra. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, dù nghèo nhưng vẫn giữ được tâm lương thiện. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hòa, chăm làm việc thiện sẽ có thêm được nhiều may mắn. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, càng lớn tuổi càng thích sự đơn giản. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, bạn bè là để sẻ chia, không phải để so bì. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường trắng, đỏ, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão. Tử vi tuổi Thân, xem tử vi hôm nay, ngũ hành thổ sinh kim nên công việc của người tuổi Thân đã giảm bớt đi khó khăn. Nếu chịu khó thì bạn sẽ tìm được người hợp tác đáng tin cậy. Đôi bên làm việc với nhau rất suôn sẻ và tốt đẹp. Bạn sẽ được quý nhân che chở nên đi công tác hay làm ăn xa đều sẽ bình an và may mắn. Tình cảm bình ổn, bạn không còn hơn thua với mọi người xung quanh. Người tuổi Thân biết quan tâm đến bản thân mình và sống cho những người yêu thương mình nhiều hơn. Về mặt tiền bạc, người tuổi Thân có chính tài trợ vận nên tiền bạc cứ thế mà ào ào đổ về túi. Người kinh doanh có khách tự tìm đến cho lộc, không cần phải chiêu trò đều treo kéo. Đang đầu tư tài chính thì hôm nay dấu hiệu cũng vô cùng khởi sắc. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, đừng quá phụ thuộc vào một ai đó. Tử vi tuổi Bình Thân, Hòa, đôi khi có những việc không thể theo ý mình. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, vì bận lòng nên bạn mới hay đau khổ. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, không đặt tất cả trứng vào một giỏ. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, đừng nỗ lực chỉ vì cố hợp ý người khác. Con số may mắn 7, 4, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường bạc, cam, quý nhân phù trợ Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, con giáp này trong ngày thứ tư sẽ gặp thiên tài tại mệnh nên thông minh và nhạy bén, có đầu óc làm ăn nhưng chưa gặp thời, nhất là với những bạn trẻ. Đôi khi bạn sống quá thoáng nên đi làm dễ bị người ta lợi dụng, ăn chặn, cướp công gây ức chế, phẫn nộ. Điểm sáng nhất trong ngày là đường tinh duyên nhờ có thổ sinh kim. Thay vì sống trong mắt người khác bằng vẻ đẹp bên ngoài, hãy sống trong tim người khác bằng tất cả yêu thương cho đi. Tuổi Dậu có tính tình vui vẻ nên được mọi người yêu mến, ra ngoài hay có thêm nhiều bạn mới. Tiền bạc may mắn, nhiều bạn làm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hay ngân hàng, y dược sẽ có được lộc. Con giáp này có thêm nguồn thu dồi dào, cả nguồn thu chính và thu phụ hứa hẹn sẽ đều có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, bạn càng cho đi nhiều thì bạn có được nhiều cho mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hòa, đừng tiết kiệm cho bản thân quá mức. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, người muốn thành công phải có lòng tin. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, hiểu được mình, ắt sẽ hiểu được người. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, vì vận lâm tương hình nên công việc của người tuổi Tuất chịu nhiều áp lực và mệt mỏi.
Gần đây, một mình bạn phải gồng gánh nhiều áp lực, một mình làm rất nhiều việc. Khả năng làm việc giảm sút làm ảnh hưởng đến các đồng nghiệp. Hãy tập trung cao độ vào các nhiệm vụ được giao. Cục diện hai hành thủ tương hòa xoa dịu mệt mỏi của người tuổi Tuất nhờ tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa. Gần đây giữa các đôi đang yêu không có vấn đề gì lớn xảy ra, rất yên bình. Mối quan hệ xã hội cũng mang đến cho bạn một số cơ hội. Vấn đề giao tiếp sẽ góp phần thành công cho bạn sau này. Tiếc rằng thương quan chiếu mệnh sẽ đem lại căng thẳng trong vấn đề tiền bạc cho con giáp này. Bạn mệnh biết làm ăn nhưng chưa tìm được người phù hợp để hùn vốn, làm ăn chung hay có tranh cãi. Vấn đề tiền bạc chỉ là nguyên nhân của những rắc rối. Từ vì tuổi Giáp Tuất, hòa chỉ có nụ cười mới biến ngày buồn thành ngày vui. Từ vì tuổi Bình Tuất, thổ bận lòng trì cho những thù hận vu vơ. Từ vì tuổi Mậu Tuất, mộc hãy ngừng tự chỉ trích bản thân theo hướng tiêu cực. Từ vì tuổi Canh Tuất, kim bạn nên tử tế và lạc quan với chính mình. Từ vì tuổi Nhâm Tuất, thủy không thích lấy lòng người khác. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường nâu, xanh, quý nhân phù trợ, ngọ, dần. Từ vì tuổi Hợi, tử vi hàng ngày chỉ ra rằng người tuổi Hợi hôm nay sẽ có tin vui nhờ có chính quan trợ vận. Con giáp này có tài và cơ hội thể hiện năng lực bản thân đã đến, khẳng định vị trí hiện tại của mình là hoàn toàn xứng đáng. Người theo nghiệp kinh doanh buôn bán cũng sẽ được khách hàng yêu quý. Tuy nhiên, mà tình cảm lại hoàn toàn trái ngược do thổ khắc thủy. Người độc thân dù có nhiều đối tượng theo đuổi nhưng trái tim vẫn chưa thực sự rung động, dễ kén cá chọn canh. Nhiều người đã có gia đình thì đau đầu vì con cái, mọi sự lo lắng đang đổ dồn về bạn. Tuổi Hợi mà biết đủ thì có lẽ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bạn vẫn còn hay hơn thua so bì tiền bạc với những người xung quanh nên vẫn còn khổ tâm. Đầu óc mệt mỏi vì chuyện tiền là do bạn đang suy nghĩ quá phức tạp. Từ vì tuổi Ất Hợi, hòa, vẻ bề ngoài không còn quan trọng. Từ vì tuổi Đinh Hợi, thổ, cảm thấy mệt mỏi khi nhắc đến chuyện tiền bạc. Từ vì tuổi Kỷ Hợi, mộc, đừng tạo áp lực cho người thân của bạn. Từ vì tuổi Tân Hợi, kim, sống biết đủ chính là niềm hạnh phúc. Từ vì tuổi Quý Hợi, thủy, đôi khi nên học cách buông bỏ. Con số may mắn 8, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường trắng, hồng, quý nhân phù trợ, mùi, mão. Đánh giá tử vi thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào dễ gặp nhiều may mắn trong ngày, đó có thể là các tuổi Sửu hay tuổi Thân. Con giáp nào khó tránh khỏi rắc rối trong ngày hôm nay, đó có thể là con giáp tuổi Tuất hay con giáp tuổi Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!